Mấy ngày nay trái gió trở trời, các bạn mới hôm qua nắng nóng điên khùng luôn, hôm nay thì trời lại mưa, thì thành ra sức khỏe con người mà đâu có chống chọi với thiên nhiên được các bạn. Nè, tội đồ này bắt đầu có dấu hiệu bị bệnh nè. Mà cái thời điểm này mà nóng sốt mà chỉ có Covid thôi. Mình hôm nay á, mình có mang cái hộp thuốc nè của Nhật, thuốc cảm á các bạn, giải cảm này nọ đó. Cái này là cái thời điểm mình ngày xưa bên Nhật mình cũng hay uống mỗi lần mình mệt. Bây giờ cứ để anh em mỗi người một gói tăng đề kháng đi. Ở trong đây là người ta ghi là trên 15 tuổi á, là uống hết một gói á. Mày vô mày uống luôn đi, thì nó mày đã tao nanh nỉ mày hoài à. Má con nhỏ này là cái con mà du côn nhất cái shop của mình đó nha các bạn. Hồi nhỏ đi học là nó cầm gạch nó chọi đầu tao không á. Lớn lên nó nhỏ con lại nên thành ra nó bớt hung hăng á. Chứ nhỏ nó hung lắm. Nè, mặt nó nè. Quất cái đi nha mọi người. Đây, sức khỏe nha. Mọi người tự bảo vệ sức khỏe cho mình cũng như là bảo vệ cho chỗ làm cũng như là gia đình luôn nha các bạn. Mình khỏe thì chỗ làm khỏe và gia đình mình cũng khỏe vô. Hơi hơi khó uống, cố gắng nha.